Phân tích và bình luận: Việt Nam chạm trán Bồ Đào Nha ngày thứ 5, ngày 27 tháng 7, World Cup nữ 2023. Dự đoán tỷ số trận Việt Nam gặp Bồ Đào Nha. Các đội đang tìm cách vực dậy sau thất bại mở màn gặp nhau trong trận đấu bảng E giải vô địch bóng đá nữ thế giới 2023 khi Bồ Đào Nha đấu với Việt Nam vào thứ 5. Bồ Đào Nha có trận thua nhọc nhằn 0-1 trước Hà Lan vào Chủ nhật. Trong khi đó, Việt Nam cũng đã có một màn thể hiện tốt dù phải chịu thất bại 0-3 trước Hoa Kỳ vào thứ Bảy. Cả hai đội đều ra mắt World Cup sau khi vượt qua vòng loại trước đó. Trận đấu bắt đầu được ấn định vào lúc 3 giờ 30 sáng theo giờ Hoa Kỳ tại sân vận động Waikato ở Hamilton, New Zealand. Bồ Đào Nha được liệt kê ở mức kèo trên trong khi Việt Nam là ở kèo dưới. Tại sao bạn chọn đội Bồ Đào Nha? Bồ Đào Nha có một đội hình giàu kinh nghiệm do đội trưởng Dolo Silva dẫn dắt. Tiền vệ 31 tuổi đã ghi 17 bàn sau 150 lần ra sân cho Bồ Đào Nha kể từ năm 2009. Ở trong nước, cô thi đấu cho Braga và ghi 16 bàn sau 76 lần ra sân kể từ năm 2019. Cũng giúp lãnh đạo phe này là Anna Boxer. Tiền đạo 33 tuổi đã có 11 bàn thắng sau 157 lần ra sân cho đội tuyển quốc gia của cô ấy và đã thi đấu cho họ từ năm 2009. Kể từ năm 2017, cô ấy đã chơi trong nước cho Sporting CP, nơi cô ấy đã ghi 26 bàn sau 105 trận. Cô chơi cho Chelsea ở giải bóng đá nữ Anh từ năm 2014 đến năm 2017, ghi 3 bàn sau 35 lần ra sân. Xem ai sẽ trở lại tại Spotlight. Tại sao bạn chọn đội Việt Nam mặc dù là một kẻ thua kém nặng nề đối với Hoa Kỳ? Người Việt Nam đã cống hiến cho người Mỹ tất cả những gì họ có thể xử lý vào ngày thứ Bảy. Trận đấu đó diễn ra sau trận thua 0-9 trước Tây Ban Nha trong trận giao hữu cuối cùng của họ trước giải đấu vào ngày 14 tháng 7. Mặc dù đã bị loại trong 3 trận đấu cuối cùng, Việt Nam có một số phương án ghi bàn, trong đó có tiền đạo và đội trưởng Huỳnh Như. Cầu thủ 31 tuổi này đã ghi 67 bàn sau 104 trận đấu quốc tế cho đất nước của mình. Cũng góp công cho hàng công Việt Nam là trung vệ Nguyễn Thị Tuyết Dung. Cô đã ghi 51 bàn sau 120 lần ra sân cho đội tuyển quốc gia. Kể từ đầu năm 2022, cô đã có 7 bàn sau 27 lần ra sân. 14 năm qua, cô là thành viên của đội bóng phong phú Hà Nam ở giải quốc nội, nơi cô đã ghi 74 bàn sau 163 trận. Bồ Đào Nha có một đội hình giàu kinh nghiệm do đội trưởng Dolo Silva dẫn dắt. Tiền vệ 31 tuổi đã ghi 17 bàn sau 150 lần ra sân cho Bồ Đào Nha kể từ năm 2009. Cô cũng biết dù ngồi ngoài 3 trận gần nhất, DT Việt Nam có nhiều phương án ghi bàn. Trong đó có tiền đạo kiêm đội trưởng Huỳnh Như. Cầu thủ 31 tuổi này đã ghi 67 bàn sau 104 trận đấu quốc tế cho đất nước của mình và ở trong nước kể từ năm 2007 cô đã ghi 112 bàn sau 166 lần ra sân. Đối với trận đấu tại giải vô địch bóng đá nữ thế giới diễn ra vào thứ Năm ngày 27 tháng 7 năm 2023 giữa Bồ Đào Nha và Việt Nam, bạn tuyệt đối cần xem các lựa chọn và phân tích trước khi đưa ra bất kỳ lựa chọn nào của riêng bạn. Theo bản xếp hạng của FIFA, Việt Nam xếp hạng 29, Bồ Đào Nha xếp hạng 25, đội Việt Nam. Không có cú sút nào và không có nỗ lực nào trước Hoa Kỳ không phải là một cách tuyệt vời để bắt đầu vòng bảng. Họ sẽ có cơ hội đối đầu với những người đồng hương Bồ Đào Nha để xoay chuyển tình thế. Đội Bồ Đào Nha, những người ra mắt đã chơi áp sát Hà Lan nhưng không cống hiến được nhiều trong hàng công. Họ sẽ cần thực hiện nhiều hơn một cú sút trúng đích để giành điểm World Cup đầu tiên.